Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 27 tháng 6, chương trình Ngày này năm xưa xin được chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin vụ đầu độc Hà Thành, miền Bắc bắn rơi chiếc máy bay thứ 3.000 và ngày thành lập nước Cộng hòa Dubrovnik. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 6 năm 1908, bộ bếp và binh lính người Việt phục vụ cho quân Pháp đóng ở thành Hà Nội tiến hành vụ mưu sát và binh biến mang tên Hà Thành đầu độc. Vụ Hà Thành đầu độc là vụ mưu sát và binh biến trong hàng ngũ bộ bếp và binh lính người Việt Nam phục vụ cho quân Pháp đóng ở thành Hà Nội diễn ra vào ngày 27 tháng 6 năm 1908. Mục đích của họ là nhằm đầu độc quân Pháp để chiếm Hà Nội. Sự tiếp ứng và chỉ đạo từ bên ngoài của chủ nghĩa quân Hoàng Hoa Thám cùng với sự tham gia của Phan Bội Châu trong việc vạch kế hoạch để tạo cuộc khởi nghĩa đánh đuổi người Pháp. Trong bữa tối khoảng 20 giờ ngày 27 tháng 6 năm 1908, 125 tên Pháp thuộc Trung đoàn 4 pháo binh và 80 tên khác thuộc Trung đoàn 9 bộ binh thuộc địa được cho ăn cả độc dược bị trúng độc và bất tỉnh. Chưa đến giờ đã định là 21 giờ nên tất cả các toán, kể cả nghĩa quân bên ngoài chưa tiến hành. Thì Cai Trương đến nhà thờ Hà Nội báo cho Cố Ân, một cố đạo người Pháp để âm mưu đánh úp Hà Nội trong đêm. Cố đạo Ân lập tức gọi điện thoại báo. Cùng lúc ấy, Trung tướng Briel, Tổng tư lệnh quân đội Pháp, được tin báo là các quân sĩ thuộc Trung đoàn 4 pháo binh và Trung đoàn 9 bộ binh thuộc địa ở trong thành đã bị đầu độc. Hiện một số lớn đã bị bất tỉnh. Rồi thống sứ Morel vài phút sau đó báo tin cho tướng Pierre biết có những cuộc tập hợp nghi ngờ ở xung quanh thành. Quân Pháp đã báo động toàn thành và toàn bộ binh lính người Việt trong thành tham gia khởi nghĩa. Chưa kịp bắn 3 phát đại bác như đã định thì đã bị tước vũ khí và bị bắt giam. Ngay hôm sau, Pháp đem ra xử và khép tội tử hình đối với 13 binh lính và bồi bếp người Việt. Số binh lính người Pháp thì không có ai thiệt mạng vì độc dược. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 6 năm 1968, quân và dân miền Bắc đã bắn rơi chiếc máy bay thứ 3.000 của giặc Mỹ. Hồ Chủ tịch đã gửi thư khen toàn thể đông đảo chiến sĩ và cán bộ. Cuộc chiến đấu chống lại quân Mỹ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau với những mục tiêu thi đua ngày càng cao vào thời kỳ đầu với khẩu hiệu của Nguyễn Viết Xuân nhằm thẳng quân thù mà bắn. Như là lời cổ vũ tinh thần, dám đánh và quyết đánh. Sau đó mục tiêu được nâng cao hơn đó là ra quân đánh thắng trận đầu và bắn rơi máy bay địch ngay từ loạt đạn đầu. Đến khi máy bay địch bắn rơi ngày càng nhiều thì mục tiêu đặt ra là bắn máy bay địch rơi tại chỗ và bắt sống phi công. Việc phát động phong trào bắn rơi chiếc máy bay chẵn như máy bay thứ 500, 1.000 hay 3.000 tạo nên sự chuyển biến lớn trong các đơn vị chiến đấu. Chiếc máy bay thứ 3.000 bị bắn rơi khi ấy là chiếc máy bay trinh sát GF-100. Nó đã bay đúng vào trận địa của Trung đoàn 230 và bị bắn hạ. Đó là một chiến công và là một vinh dự lớn của đơn vị. Trong 4 năm từ năm 1964 đến năm 1968, miền Bắc đã bắn rơi 3.200 máy bay Mỹ. Những phong trào thi đua chiến đấu giỏi được phát động tạo nên một khí thế mới cho các lực lượng phòng không từ bộ đội chính quy đến dân quân tự vệ và cả người dân. Ngày 27 tháng 6 năm 1358, nước Cộng hòa Dubrovnik được thành lập tại lãnh thổ nay thuộc Croatia với vị thế là một quốc gia chư hầu của Hungary. Cộng hòa Ragusa hay Cộng hòa Dubrovnik là một nước Cộng hòa hàng hải đặt tại trung tâm thành phố Dubrovnik ở Dalmatia, ngày nay là vùng cực nam Croatia hiện nay, đã tồn tại từ năm 1358 đến năm 1808. Ragusa đã đạt đến đỉnh cao trong thương mại ở thế kỷ 15 và 16 dưới sự bảo hộ của đế quốc Ottoman. Trước khi bị đế quốc Pháp là Napoleon chinh phục vào năm 1808, dân số của nước Cộng hòa vào khoảng 30.000 người, gồm 5.000 người sinh sống trong các bức tường thành phố. Ragusa đã để lại khẩu hiệu tiếng Latin nghĩa là tự do không thể đổi lấy đống vàng. Chiếu theo hiệp ước của Rada vào năm 1358, thì Reniza bị buộc phải chuyển giao tất cả yêu sách lại cho Dalmatia. Thành phố chấp nhận quyền bá chủ ôn hòa của vua Louis đệ nhất nước Hungary. Ngày 27 tháng 6 năm 1358, thỏa thuận cuối cùng đã đạt được tại Visegrad giữa Louis và Tổng giám mục
Ivan Sarka, thành phố công nhận chủ quyền Hungary, nhưng giới quý tộc địa phương vẫn tiếp tục cai trị với rất ít sự can thiệp từ Buda. Cộng hòa Rahusa được quyền lợi từ quyền bá chủ của Vujic, nước Hungary, mà vương quốc này không phải là một cường quốc hải quân, do đó họ sẽ có ít xung đột lợi ích hơn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về nước Cộng hòa Dubrovnik được thành lập tại lãnh thổ thuộc Croatia đã khép lại chương trình Ngày này năm xưa hôm nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ quen thuộc ngày mai.